Vậy là lệnh move phía anh là tại phố bác rồi ha, vậy ha. Kế tiếp thì lệnh follow me, lệnh follow me thì lệnh này có nghĩa là nó sẽ cho một đối tượng á, nó sẽ vuốt cái đối tượng đó theo một cái đường dẫn, theo một một cái đường dẫn, ví dụ như sau. Ví dụ bây giờ thì vẽ một cái đường line từ đây cao lên chẳng hạn như đây à, rồi sau đó thì vẽ một cái cung cung tròn qua hai hai điểm, điểm một đây, điểm hai đây, điểm ba thì cho nó qua bên đây đó, ví dụ vậy ha, thì tạo một cái hình cung như vậy. Rồi sau đó thì vẽ thêm một cái đường line nữa đi từ đây đi vô cao lên đó, rồi thì xóa này đi rồi, rồi thế thì chúng ta sẽ bước một, chúng ta sẽ chọn đối tượng này trước, sau đó kích một cái lệnh, nó có tên là lệnh follow me, follow me, sau đó chúng ta kích một cái kích một cái trục này. Chọn đối tượng này, sau đó kích lệnh follow me, khai ngày hôm như thầy nhầm lẫn chứ, chọn chọn cái trục trước, chọn cái trục trước, sau đó lệnh follow me để mà kích vào cái mặt thẳng này. Khoan, bây giờ ví dụ thầy vẽ một cái đường trước đi. Rồi, thì vẽ một cái tiết diện tâm từ đây đi ha. Bán kính thì khoảng như đây. Rồi. Thì chọn hết mấy cái trục này ha. Sau nó kích lệnh follow me. Sau thì kích vào cái đoạn này. Đó thì nó vuốt ra nè. Nó vuốt ra. Như vậy là cái này á, là chúng ta sẽ vẽ từng tròn trong từ đây nè, bán kính ở đây nè, còn đây là kính này, cái này xóa này đi, cái đường này phải chụp phải chọn Info, Info sửa lại cái segment là 100 cho nó mượt hơn. Thì thử chọn cái này follow me kích này đó ha, ví dụ vậy ha, tức là mình phải vẽ cái đường tròn á chứ phải cái trục thì tính tính nhầm á đó, tức là follow me là như vậy ha, tức là chúng ta vẽ cái đường tròn này trước đó, nó ngược với mấy cái lệnh bên Paramax với lệnh AutoCAD thì bị nhầm, tức là bước ngược mình vẽ cái đường tròn này trước này, tâm vào đây, chọn cái trục trước, sau đó kích lệnh follow me nhắc vô cái mặt phẳng này thì nó sẽ vuốt ra đó. Thì tương tự như vậy cái hình này cũng vậy nha đó. Thì bây giờ ứng dụng cái này á, thầy có thể vẽ một cái ghế khác của ca sĩ biết khác, ví dụ cái này thì chọn hết cái hình này đó. Sau đó thầy sẽ copy cái này qua bên kia theo cái ca sĩ biết khác. À, cái này đã sẽ biết rồi, cái ghế ngồi bây giờ thầy xóa đi, thì không cần cái ghế ngồi kiểu này rồi. Rồi thầy sẽ vẽ một cái đường dẫn như sau nè, như vậy cái line từ đây lên đây cũng khoảng là 300 là 300 rồi, sau đó đi vô trong này này khoảng 300 nữa nha, rồi từ đây nó mới lên trên, lên trên cũng tầm 400 đi, 400 cho nó quay bên đây. À, thì tương tự như vậy, từ đây qua đây là 300, bên đây là khoảng 300 nè, cho nó cao lên, cao lên thì hồi nãy là bằng 400 nối qua đây cho nó đủ xứng nè. Rồi mình sẽ xóa mấy cái dưới này đi đó, thì vẽ một cái đường dẫn như vậy ha, một cái trục như vậy. À, sau đó thì mới bôi tròn này đi, thì để bôi tròn cái này á, thì sẽ chụp phải theo công cụ bất kỳ trên cao, thì chọn công cụ nó có tên là
1001 bit pro đó, thân cụ này thì chúng ta để ý cái lệnh này là lệnh này lệnh fillet 2s, nó bo tròn hai cạnh đó. Đó, chúng ta kích cạnh thứ nhất, kích cạnh thứ hai đó, thì nó ra cái bảng bo tròn này thì chúng ta cho thử là bằng 30 thử xem 30 mm, nếu ok thử đó, nó bo tròn ít quá nha, ít quá thì mình bo lại nè, fillet này này với cái này bo thành 100 đó, nó bo 100 như đây. Ok, 100 được rồi. Bên đây tương tự như vậy, sẽ cũng fillet cái cạnh thứ nhất, cái cạnh thứ hai 100 đó, nó bo tròn như vậy nha. Sau đó thì thầy sẽ vẽ một cái trục, một đường tròn ở đây nè, bán kính thì cũng bất kỳ thôi, khoảng như đây. Rồi sau đó thầy chọn mấy cái trục trước, những control đó, những control để mình chọn tất cả những cái đường trục này. Rồi sau đó kích một cái lệnh là follow me, sẽ kích với cái gì như này đó, thì nó vuốt ra chúng ta sẽ có một cái ghế ngồi kiểu này đó. Và giờ thì chọn hết cái này nha. Rồi sau đó thầy sẽ copy ra đây nè, cho nó sát luôn, sát luôn thì chúng ta coi thử kích thước này bao nhiêu. Chủ phải inch info là R của nó là mình tầm 34 nha, thì cộng 34 ok rồi. Vậy chúng ta sẽ copy hết cái này, copy vào đây. Nếu bán kính của nó bằng 34 thì có nghĩa là bằng 68 hoặc bằng 68 nè, 68, nhưng mà chúng ta nhớ đưa thẳng hàng nha. Rồi gọi số 68 vô thì có nghĩa là nó sẽ copy 68 rồi nhân thêm 2 nữa đi. Đó là ba cái là ngồi đẹp rồi ha. Thì cái ghế này cũng bên ngoài cũng có ha. Một số trạm xe buýt người ta có dùng ống sắt á, người ta hàn như vậy nè, nó cong vậy đó. Thì đây cũng là một cái cách làm cái ghế của cái trạm xe buýt kiểu follow me. Rồi ok, xin mời lúc mình làm cho thầy hai vấn đề như sau. Thứ nhất là move arm tại con vác và là follow me, ứng dụng vô thì làm cho thầy cái trạm xe buýt như thế này. Follow me. Rồi. Ok, thầy sẽ lưu phim lại, xin mời chúng ta thực hành thầy.